Chương 762 Chư kỳ chấn động Phương thức xuất hiện của Lý Lạc làm mọi người chấn kinh. Tuy nói trước kia người đến thừa nhận khảo nghiệm không thiếu người trọng thương. Nhưng cuối cùng đều có thể an ổn từ trong long bia đi ra. Nhưng giống như hắn chật vật lăn xuống núi. Ngược lại là không thấy nhiều. Phía sau núi, có không ít tiếng cười nhẹ vang lên. Lá cờ, người không sao chứ. Trên khuôn mặt kiều diễm quyến rũ của Triệu Yên Chi có vẻ lo lắng đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn chằm chằm Lý Lạc, sau đó còn vươn ngọc thủ tinh tế về phía hắn. Lý Lạc ngược lại không già mồm cãi láo, cầm tay nàng, mượn lực đứng lên, còn lưu lại khuôn mặt bị lôi tương long tức đánh đen nhìn không ra biểu tình gì. Ngôn ngữ bình tĩnh nói, cũng may, hết thầy đều ở trong dự liệu, Lý Thế cùng mục đích có chút không phản đối, đây coi như là trong dự liệu sao, sóng mắt triệu yên chi lưu truyền, hỏi, vậy kết quả khảo nghiệm thế nào? Lý Lạc không trả lời, mà xoay người một tay phụ sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn Long Bia, vẻ mặt nghiêm túc, ba người bị hắn làm như vậy làm cho có chút buồn bực. Nhưng mà ngay khi bọn họ còn muốn truy vấn thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người là nhìn thấy trên sân thượng kia tòa nguy nga Long Bia đột nhiên vào lúc này bộc phát ra cực kỳ sáng chói kim quang. Kim quang phóng lên cao, chăm dặm có thể thấy được, trên cột sáng màu vàng, có chín vòng sáng màu vàng hiện lên đồng thời trên cột sáng, đúng là còn có văn tự hiện ra. Sau núi tất cả mọi người là dương mắt nhìn lại, sau đó ánh mắt của bọn họ chính là vào lúc này bắt đầu từng chút trừng tròn lên. Bộ cờ thứ năm của Thanh Minh Kỳ, Lý Lạc, lấy được cửu chuyển long tức luyện sát thuật, khi mọi người nhìn thấy văn tự màu vàng trong cột sáng. Sau núi nhất thời yên tĩnh một mảnh, bất luận là ba người triệu yên chi, hay là đám người trung lĩnh đang chờ xem kịch vui, thần sắc đều dại ra cửu chuyển long tức luyện sát thuật. Đây là nói, Lý Lạc thật sự thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Điều này, điều này sao có thể? Hắn bất quá chỉ là thực lực của tiểu sát cung cảnh. Dựa vào cái gì có thể đem cửu chuyển long tức khiêng xuống? Sắc mặt trung lĩnh mơ hồ có chút âm trầm, trong mắt tràn ngập không cam lòng, bởi vì hắn cũng từng khiêu chiến qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Nhưng cuối cùng lại bị thua, cho nên hắn có chút không thể tin được lý lạc dựa vào cái gì có thể làm được hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh lý lạc dưới thang đá vị đại viện chủ này con trai tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm có uy hiếp phía sau núi yên tĩnh rằng co một lát sau đó bộc phát ra tiếng xôn xao thật lớn tất cả thanh minh kỳ chúng chạy tới nơi này đều là mặt lộ ra rung động lần nữa hướng về phía lý lạc trong ánh mắt đã bắt đầu nhiều hơn một chút không giống nhau ý tứ hàm xúc trước đây lý lạc cùng mục đích giao phong tuy rằng lấy yêu thắng mạnh làm cho người ta hai mắt tỏa sáng nhưng dù sao cũng là mưu lợi nhưng hôm nay lý lạc lại đạt được cửu chuyển long tức luyện sát thuật cái này cũng đủ để hiển lộ bản lĩnh của hắn dù sao phóng nhãn trong thanh minh kỳ bọn họ đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua người tu thành cửu chuyển long tức luyện sát thuật thậm chí toàn bộ long nha mạch cũng chỉ có kim quang kỳ vị kia thậm chí chiếm được mạch thủ tán thưởng đại kỳ thủ Thông qua cửu chuyển long tức khảo nghiệm, mà hiện tại, long nha mạch bọn họ lại có thêm một người nắm giữ cửu chuyển long tức luyện sát thuật. Điều này tất nhiên sẽ gây chấn động không nhỏ trong long nha mạch. Thậm chí là bốn mạch khác, rất nhiều thanh minh kỳ kỳ chúng nhìn thân ảnh lý lạc. Trong lòng đều hiểu được, vị đại viện chủ con trai vừa mới trở về này lần này xem như muốn nổi danh trong thiên long ngũ mạch. Mà cũng đúng như bọn họ dự đoán, 20 kỳ long bia đều là tương liên. Tại thời khắc này, không chỉ có là thanh minh giáo tràng phía sau núi Long Bia có phản ứng. Mặt khác 19 kỳ giáo tràng phía sau núi Long Bia. Đều tại thời khắc này bộc phát ra kim sắc cột sáng. Long Nha Mạch, tử khí giáo trường, Lý Kình Đào đang xuất lĩnh 8.000 chúng tiến hành thao luyện đột nhiên quay đầu. Mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía sau núi. Cột sáng màu vàng nơi đó xuyên thủng mây xanh. Động tĩnh thật lớn, 8.000 người tử khí kỳ cũng kinh ngạc nhìn lại bộc phát ra tiếng xôn xao. Đúng vậy, có người thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Là ai? Thanh Minh Kỳ, bộ cờ thứ năm, Lý Lạc, đây là ai? Tin tức của ngươi quá bế tắc đi. Lý Lạc là con trai của Tam Lão Gia. Vài ngày trước mới từ ngoại thần châu trở về. Ồ, bản lĩnh thật lợi hại. Vừa trở về đã thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Không hổ là huyết mạch của Tam Lão Gia. Trong rất nhiều tiếng xôn xao, trong mắt Lý Kình Đào cũng hiện ra vẻ kinh hỉ lẩm bẩm cười nói, tiểu đệ có bản lĩnh A, cửu chuyển long tức luyện sát thuật này, ngay cả ta cũng chưa từng học được. Đối với việc Lý Lạc đạt được thành tích như vậy, hắn cũng mừng rỡ, long nha mạch, xích vân giáo trường, Lý Phượng nghi mặc chiến giáp màu đỏ, có vẻ thân thể thon dài yểu điệu, hai chân thon dài mượt mà dưới chiến giáp, nàng lúc này đồng dạng là mở to đôi mắt đẹp nhìn cột sáng màu vàng phóng lên trời. Không hổ là con của chú ba, không chỉ đẹp trai như vậy bản lĩnh cũng lợi hại như vậy tuy rằng đẳng cấp tướng lực hơi yếu một chút nhưng tiềm lực phi phàm tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của long nha mạch lý phượng nghi hé miệng cười khẽ đối với đệ đệ này nàng rất hài lòng sau đó có cơ hội nhất định phải mang theo hắn đi mạch khác làm cho những ngày xưa cùng nàng khoe khoang các loại đồ vật tiểu kỹ nữ nhóm hung hăng thèm thuồng long nha mạch kim quang giáo trường phía đông giáo trường có một mặt hồ nước trên mặt hồ phản chiếu núi xanh lững lờ, giữa hồ có một đoạn thân cây bay lượn, trên đó có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, cần câu trong tay thò vào trong nước, người này mặc bạch y, bộ dáng có vẻ có chút gầy gò. Nhưng ánh mắt khép hờ kia, lại mơ hồ có một tia khí phách toát ra. Hắn là Kim Quang Kỳ đại kỳ thủ, Đặng Phượng Tiên, hiện giờ Long Nha mạch tứ kỳ, lấy kim quang kỳ mạnh nhất, mà Đặng Phượng Tiên lấy thực lực cường hãn áp chế rất nhiều đối thủ kiệt ngạo hoàn toàn xứng đáng trở thành người mạnh nhất kim quang kỳ từ ý nghĩa nào đó mà nói hắn xem như nhân vật mặt bài trong thế hệ trẻ của long nha mạch hiện giờ từ góc độ thực lực uy vọng hắn thậm chí còn vượt qua hai người lý kình đào và lý phượng nghi bạch y kim giáp đặng phượng tiên thậm chí ngay cả thế hệ trẻ tuổi của bốn mạch khác cũng lưu truyền lời nói như vậy lấy thực lực của hắn chớ nói là ở long nha mạch cho dù là nhìn chung toàn bộ Thiên Long ngũ mạch thế hệ trẻ tuổi, cũng được cho là xuất sắc nhất một nhóm kia, lúc này, bàn tay Đặng Phượng Tiên cầm cần câu trong tay khẽ run lên. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phương hướng núi sau giáo trường, cột sáng màu vàng nơi đó phóng lên cao. Trong Long Nha mạch lại có người thông qua cửu chuyển long tức khảo nghiệm, Lý Lạc, vị đại viện chủ vừa mới trở về kia sao? Tiểu sát cung cảnh thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Độ khó này không phải chuyện đùa không biết hắn đạt được đạo cửu truyền thuật nào đặng phượng tiên mặc dù có chút kinh ngạc nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh cũng không có giống như trung lĩnh sinh ra cảm giác uy hiếp gì dù sao lý lạc cố nhiên có tiềm lực nhưng bây giờ vẫn chỉ là tiểu sát cung cảnh cái này cùng hắn chênh lệch thật lớn mục tiêu kế tiếp của đặng phượng tiên là tổng kỳ chủ tứ kỳ long nha mạch một khi hắn nắm giữ vị trí này như vậy lý lạc coi như là thuộc hạ của hắn có một thuộc hạ cường lực như vậy coi như là chuyện không tồi. Dù sao sau này hắn cần đối mặt là tổng kỳ chủ tứ mạch khác, cho nên hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục an tâm thả câu. Mà động tĩnh như thế, không chỉ là ở Long Nha mạch 4 kỳ bên trong, ở cực kỳ xa xôi mặt khác 4 mạch chỗ trong tổng bộ. Mặt khác 16 kỳ bên trong, đồng dạng nhấc lên rất nhiều gợn sóng cùng kinh nghi. Dù sao bất kể như thế nào, đúng như lời Triệu Yên Chi nói, từ hôm nay trở đi tên của Lý Lạc, xem như sẽ vang lên trong thế hệ trẻ của Thiên Long Ngũ mạch. Mà ở trong rừng trúc phía sau ngọn núi chính của Long Nha mạch, Lý Kinh Chập đang đem một cây măng mới trồng xuống cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn phương hướng Thanh Minh Phong bên kia, trong con ngươi thâm thúy cơ chí phản chiếu một đạo cột sáng màu vàng kia. Sau đó trên khuôn mặt già nua có một nụ cười hiện ra. "Thái Huyền, con trai ngươi, không kém ngươi lúc còn trẻ a." À? Hắn cười, sau đó cúi đầu dùng cuốc đầm chặt bùn đất cho cây non vừa mới trồng. Đồng thời cẩn thận tưới nước, người yên tâm đi, người đã đưa hắn đến Long Nha Mạch, như vậy lão nhân ta, tự nhiên sẽ làm cho hắn thanh thản ổn định đem tiềm lực bản thân đều bày ra. Chuyện năm đó, ta đã coi như lấy đại cục làm trọng, cho nên sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng không muốn thỏa hiệp nữa. Lý Kinh chập nhìn măng non mọc từ dưới đất, nụ cười trên khuôn mặt già nua càng ôn hòa. Ha ha! trận thế thật lớn sau núi giáo trường thanh minh lý lạc nhìn cột sáng màu vàng vọt lên cao kia nhịn không được chép chép miệng trách không được triệu yên chi nói thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức sẽ danh động thiên long ngũ mạch lấy loại động tĩnh này muốn không khiến người ta chú ý cũng khó thế nào coi như không làm các ngươi thất vọng chứ lý lạc nhìn một hồi cột sáng màu vàng liền lời nhìn nữa mà là nhìn về phía ba người triệu yên chi phía sau vừa cười vừa nói mà ba người đều là thần sắc phức tạp nhìn hắn. Tuy rằng trước đây ở trong sân huấn luyện, Lý Lạc Hiển lộ phong hầu thuật, xuất kỳ bất ý lấy thực lực tiểu sát cung cảnh đánh bị thương mục bích phòng ngự mạnh nhất. Nhưng ở trong mắt ba người, đây trung quy là có chút chờ tay không kịp, nếu quả thật là sinh tử chiến, Lý Lạc chưa chắc có thể đứng ở cuối cùng, bất quá bất kể như thế nào. Lý Lạc Hiển lộ phong hầu thuật, coi như là chứng minh năng lực của hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến cũng ngay trong ngày đầu tiên tiến vào thanh minh kỳ lý lạc liền trực tiếp thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức trở thành người đạt được cửu chuyển long tức luyện sát thuật trong thanh minh kỳ cái này cũng không phải là có thể lại dùng vận khí tốt các loại ngôn ngữ đến qua loa toàn bộ bốn kỳ long nha mạch trong mấy vạn kỳ chúng người trước đây đạt được cửu chuyển long tức luyện sát thuật chỉ có một mình đặng phượng tiên đứng đầu kim quang kỳ mà hiện tại sẽ có thêm một bộ kỳ thủ thứ năm của thanh minh kỳ là Lý Lạc. Trong đôi mắt đẹp rực rỡ của Triệu Yên Chi phản chiếu khuôn mặt Lý Lạc. Lúc này mặc dù người sau còn có chút chật vật, nhưng nàng đã có thể bắt đầu cảm nhận được vị đại viện chủ này đang dần dần đem ánh sáng rực rỡ của bản thân hắn tản mát ra. Có lẽ đi theo nhân vật như vậy, thật coi như là một hồi kỳ ngộ cho bọn họ. Nàng cùng mục bích, ba người lý thế đều xem như bắt đầu từ lúc sơ khai. Không có bối cảnh gì một đường leo lên mà đến không biết thừa nhận bao nhiêu gian nan kỳ thật bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua một ít mời chào chẳng qua trong lòng ba người đều tồn tại một phần ngạo khí mà nàng ở đây lại càng quá đáng một chút một ít cao tầng trong long nha mạch còn mơ ước thân thể của nàng từng cho nàng một ít ám chỉ chẳng qua đều bị nàng lấy khuôn mặt tươi cười đùn đẩy đi qua so sánh với những người làm người ta ghê tởm kia lý lạc nơi này không thể nghi ngờ là chỗ dựa càng làm cho người ta an tâm đối phương không chỉ có tuổi trẻ lớn lên đẹp mắt hơn nữa luận thân phận chớ nói là ở long nha mạch coi như là nhìn chung trong thiên long ngũ mạch đều xem như là một nhóm đệ tử đứng đầu nhất kia hơn nữa quan trọng hơn là tiềm lực đối phương hiện giờ hiển lộ ra cũng là phi phạm đương nhiên quan trọng nhất lý lạc tựa hồ không thèm thân thể của nàng tuy rằng không biết hắn có phải giả vờ hay không nhưng có đôi khi trung quy là phải làm ra lựa chọn. Triệu Yên Chi tâm tư tung bay, gương mặt trơn bóng như ngọc kia nở nụ cười quyến rũ kiều diễm. Thanh âm mềm mại nói, chúc mừng kỳ thủ, hiện giờ thiên long ngũ mạch nhị thập ký, chỉ sợ cũng đã biết tên kỳ thủ rồi. Mục bích, lý thế cũng chắp tay với lý lạc, chúc mừng kỳ thủ, trong lời nói, đã có vẻ trịnh trọng hơn rất nhiều. Ở đằng sau kia, còn có bộ kỳ chúng thứ năm khác tới xem náo nhiệt bọn họ lúc này sắc mặt càng kích động, hồ to lên tiếng, chúc mừng kỳ thủ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lý Lạc đã trở nên kính trọng. Bởi vì nắm giữ cửu chuyển long tức luyện sát thuật trong nhị thập kỳ có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nắm giữ thủ kỳ cửu chuyển long tức luyện sát thuật, có thể ngưng tụ lực lượng của kỳ chúng dưới chướng tốt hơn. Đồng thời cũng sẽ phát huy cỗ lực lượng này đến cực hạn. Kim Quang Kỳ vì sao là long nha mạch tứ kỳ đệ nhất? Đây không chỉ là bởi vì thực lực bản thân Đặng Phượng Tiên mạnh mẽ. Còn có một nguyên nhân chính là hắn cũng tu thành cửu chuyển long tức luyện sát thuật. Tuy nói hiện giờ đẳng cấp tướng lực của Lý Lạc hơi yếu một chút. Nhưng có cửu chuyển long tức luyện sát thuật này, bộ thứ năm của bọn họ. Tất nhiên sẽ chiến lực tăng nhiều. Cho nên chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho bộ kỳ chúng thứ năm đối với Lý Lạc tán thành cùng ủng hộ. Sau núi bốn bộ kỳ chúng khác, lúc này ném tới ánh mắt cũng là mang theo một ít cực kỳ hâm mộ chị ít tất cả mọi người rất rõ ràng có được một cái nắm giữ cửu chuyển long tức luyện sát thuật đầu cờ đến tột cùng sẽ cho này một bộ chiến lược mang đến bao nhiêu tăng lên trung lĩnh mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú một màn này đáy mắt có một tia phiền não dâng lên nhưng chợt lại bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống lý lạc này vừa mới tiến vào thanh minh kỳ ngắn ngủi bất quá một ngày mà thôi nửa ngày trước hắn còn đối với lý lạc đi tới không có cảm giác gì Tuy nói đối phương thân phận rất cao, nhưng dù sao cũng là một cái từ ngoại thần châu trở về người. Một cái nho nhỏ sát công cành, lại có thể có uy hiếp gì. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy. Lý Lạc hiện tại, đã hoàn toàn trung lập ở bộ thứ năm. Trong bộ thứ năm có rất nhiều người kiệt ngạo. Nhưng trước khi cửu chuyển long tức luyện sát thuật, người kiệt ngạo hơn nữa cũng phải cúi đầu. Có thể tưởng tượng, trong thời gian kế tiếp địa vị và danh vọng của bộ thứ năm trong thanh minh kỳ sẽ được nâng cao không nhỏ. Điều này sẽ tạo thành uy hiếp đối với vị trí của hắn ba tháng sau trùng kích vào đầu đại kỳ thanh minh kỳ. Trùng lĩnh ánh mắt biến ảo, cuối cùng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, cửu chuyển long tức luyện sát thật thì như thế nào? Lý lạc trung quy chỉ là tiểu sát cung cành, điều này cũng sẽ hạn chế lực tụ khí của hắn. Lý lạc tương lai có lẽ có thể đuổi theo, nhưng khi đó hắn đã sớm là thanh minh kỳ đại kỳ thủ, Lý Lạc mạnh hơn nữa, cũng phải quy hắn tiết chế. Đi thôi, Lý Lạc cũng không tiếp tục dừng lại ở đây. Sau khi chào ba người Triệu Yên chi một tiếng, liền xoay người rời khỏi sau núi, trở về khu vực bộ phận thứ năm, mà Triệu Yên chi ba người thì là theo sát phía sau. Đồng thời còn có mấy trăm đệ ngũ bộ kỳ chúng, một đường xôi chào mà đi ngược lại dẫn tới thanh minh giáo tràng bên trong càng nhiều tầm mắt chú ý, những người này trước đây có lẽ là ở trong tu luyện. Chưa từng biết được động tĩnh sau núi, bây giờ bị kinh động, lại hỏi thăm, nhất thời liền bộc phát ra càng nhiều tiếng kinh hô. Toàn bộ giáo trường thanh minh đều trở nên náo nhiệt, dù sao bất kể như thế nào. Cứ như vậy, thanh minh kỳ bọn họ, chẳng phải là trở thành người thứ hai trong bốn kỳ long nha mạch ngoại trừ kim quang kỳ có được cửu chuyển luyện sát thuật. Đây cũng là một chuyện đáng mừng khi lý lạc dẫn người trở lại khu vực thứ năm chỉ thấy phía trước nghênh đón một đám người đông nghịt sóng người mãnh liệt không khí kích động đây là những lá cờ thứ năm khác kỳ thủ uy vũ bọn họ đều là vẻ mặt kích động đang hoan hô ánh mắt nhìn về phía lý lạc tràn ngập chờ mong cùng kính trọng lý lạc nhớ rõ lúc trước hắn ngoài dự đoán của mọi người đả thương mục bích lúc bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện qua cảm xúc như vậy hiển nhiên ở chỗ này Cửu chuyển long tức luyện sát thuật trình độ trọng yếu vượt quá tưởng tượng. Hắn biết từ giờ khắc này trở đi, hắn mới xem như bộ thứ năm chân chính kỳ thủ một ngàn năm trăm kỳ chúng trước mắt chính là căn cơ ban đầu của hắn trong long nha mạch. Vì vậy, ông mỉm cười và chấp nhận sự chào đón của họ. Sau khi cùng đông đảo kỳ chúng hoan hô một hồi, Lý lạc sức cùng lực kiệt trở lại kỳ thủ thất, sau đó ngồi xuống trên đài tu luyện. Hắn muốn biết. Trước đây ở trong Long Bia cuối cùng đạt được hai miếng Long Lân. Đến tột cùng là thuật cửu chuyển gì? Theo lý Lạc Tĩnh Tâm lại, tin tức trong đầu liền cuồn cuộn mà lên, rất nhanh, hắn liền tìm được kia hai đạo xa lạ bí pháp chi thiên. Cửu chuyển chi thuật, phong lôi ba tiêu phiến, cửu chuyển thuật, thiên long pháp tướng, phong lôi ba tiêu phiến, thiên long pháp tướng, cảm ngộ được hai thiên bí pháp đặc thù chảy xuôi trong đầu này, thần sắc Lý Lạc cũng có biến hóa loại bí pháp này cũng không phải tướng thuật, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố, từ ý nghĩa nào đó mà nói thậm chí phải vượt qua phong hầu thuật. Nhưng yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, bởi vì dựa vào bản thân lý là căn bản không thể thi triển ra. Chỉ có tụ hợp lực lượng kỳ chúng dưới chướng mới có thể thi triển thành công. Đây là bí pháp thuật chế tạo riêng cho nhị thập kỳ. Bất quá hôm nay Lý Lạc Thân ở trong nhị thập kỳ. Bí thuật như vậy đối với hắn mà nói. Ngược lại như hổ thêm cánh hắn đoán chừng, nếu như hắn có thể trở thành thủ lĩnh của thanh minh kỳ. Tụ hợp lực lượng của 8.000 người thanh minh kỳ, lại mượn cửu chuyển bí thuật này, nói không chừng hắn có thể thể nghiệm được lực lượng chính diện chống lại cường giả phong hầu. Sau khi Lý Lạc Tinh Tế thưởng thức hai đạo cửu chuyển bí thuật này, liền đặt xuống. Hiện giờ quan trọng nhất không phải là bí thuật này, mà là cửu chuyển luyện sát thuật. Đây không chỉ là mấu chốt để hắn tiếp tục tăng tốc độ tu luyện mà còn là vật quyết định để hắn chấp trường kỳ chúng dưới chướng. Lý Lạc nhắm mắt lại, trong đầu có rất nhiều tin tức tối nghĩa hiện ra, hắn cẩn thận cảm ngộ, ước chừng tốn nửa ngày thời gian, mới mở hai mắt ra, trong mắt có một chút vẻ chấn động, đây là luyện sát thuật cấp bậc thập sát sao, quả thật là tinh diệu vô cùng, Lý Lạc thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ thán phục. Tam chuyển long tức luyện sát thuật hắn tu luyện trước đây so sánh với lần này, quả thật chỉ là phiên bản cơ bản nhất chỗ huyền diệu của cửu chuyển long tức luyện sát thuật, chính là ở trong đó có một loại phương pháp đặc thù có thể tinh luyện long tức. Trải qua lần lượt chuyển hóa, tăng lên, đem long tức kia luyện đến trình độ cực kỳ tinh thuần. Lại dùng cái này để rèn luyện năng lượng địa sát hít vào trong cơ thể. Kết quả cuối cùng như thế, tự nhiên chính là có thể ngưng luyện ra càng nhiều địa sát huyền quang cửu chuyển long tức luyện sát thuật này, xem như là luyện sát thuật cấp bậc cao nhất trên thế giới này, nếu như đặt ở loại địa phương đại hạ này, sợ là thế lực khắp nơi đều thèm nhỏ rãi. Nhìn chằm chằm, luyện sát thuật tuy nói không có uy năng hủy thiên diệt địa như phong hầu thuật. Hơn nữa nó cũng có tính hạn chế cực lớn, đó chính là chỉ có tác dụng đối với người địa sát tướng dai. Nhưng dù vậy, giá trị và ý nghĩa của nó, trong mắt rất nhiều thế lực chỉ sợ cho dù là phong hầu thuật cấp thiên mệnh cũng chưa chắc có thể so sánh. sau khi cảm thán một phen, lý lạc trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu thử cửu chuyển long tức luyện sát thuật. điểm khó của việc tu luyện cửu chuyển long tức luyện sát thuật là lần lượt luyện long tức, tinh khiết, thủ pháp có chút phức tạp. mặc dù trước đây lý lạc đã tu luyện qua tam chuyển long tức luyện sát thuật phiên bản cơ sở, nhưng vẫn gặp phải lần lượt thất bại. phương pháp tinh luyện cửu chuyển vượt xa tam chuyển có thể so sánh. Bất quá Lý Lạc cũng không vội vàng sao động, mà là ở trong lần thất bại kia tìm kiếm kinh nghiệm. Thuần thục luyện tập, phương pháp tinh khiết, như thế ước chừng hao phí gần nửa ngày. Hắn rốt cục là thành công luyện ra một ngụm cửu chuyển long tức. Một ngụm cửu chuyển long tức này hiện ra sắc thay ám kim. Xoay quanh trong cơ thể Lý Lạc, cuối cùng luyện thành công rồi. Lý Lạc thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên luyện tập luôn khó khăn hơn rất nhiều. Chờ sau này quen thuộc, tự nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn. Kế tiếp Lý Lạc tiếp tục hấp thu năng lượng địa sát. Đầu nhập vào cửu chuyển long tức. Cuối cùng, khi 10 đạo địa sát huyền quang như chim bay đầu nhập vào thủy quang tương cung. Trên khuôn mặt Lý Lạc lộ ra nụ cười hài lòng. Đừng thấy cửu chuyển long tức luyện sát thuật so với lục chuyển luyện sát thuật mỗi lần cuối cùng chỉ là nhiều hơn ba đạo địa sát huyền quang. Nhưng mỗi ngày luyện sát thuật có thể vận chuyển mấy lần. Chậm rãi tích lũy tháng ngày. Tranh lệch trong đó sợ là cần số lượng thượng phẩm nguyên sát đan có chút khả quan mới có thể bù đắp. Nhưng thượng phẩm nguyên sát đan cũng không phải đường đậu tử. Không có khả năng thật sự không kiêng nể gì sử dụng. Nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ, dẫn đến tương lai tấn giai trở nên càng thêm khó khăn. Bây giờ ta có cửu chuyển long tức luyện sát thuật, cộng thêm lương bổng của thanh minh kỳ. Tính ra một tháng có thể tu luyện ra 1.400 đạo địa sát huyền quang. Lý lạc mặt lộ vẻ trầm tư. Hôm nay trong thủy quang tướng cung của hắn, có hơn 2.000 đạo địa sát huyền quang. Nói cách khác, dựa theo hiệu suất này, trong vòng 2 tháng, địa sát huyền quang trong thủy quang tướng cung của hắn sẽ đến cực hạn. Thủy quang tướng cung khi đó có lẽ có thể cường hóa đến đại sát cung cảnh. Tốc độ tu luyện này xem như tương đối kinh người. Nhưng lý là cũng không thỏa mãn, bởi vì còn có không đến 3 tháng thời gian, thanh minh kỳ sẽ cử hành đại kỳ thủ tranh giành. Vị trí này, hắn nhất định phải lấy được. Bởi vì Lý Kinh Chập từng nói. Về cửu văn thánh tâm liên. Cần hắn lấy được vị trí thủ kỳ. Mới có thể cho hắn một ít câu trả lời thuyết phục. Cho nên bất luận là vì cửu văn thánh tâm liên. Hay là vì tự thân tại Long Nha Mạch chân chính đứng vững căn cước. Mưu cầu tương lai càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội. Hắn đều phải đem thanh minh kỳ nắm giữ ở trong tay. Mà cứ như vậy, đến lúc đó phải cạnh tranh với bộ cờ đầu tiên trung lĩnh đối phương bây giờ là cảnh giới kim sát thể so với hắn đích thật là mạnh mẽ hơn rất nhiều trước đây lý lạc mượn hắc long minh thủy kỳ cũng chỉ đánh bị thương mục đích còn là ngân sát thể nếu lấy thực lực hiện tại chống lại trung lĩnh của kim sát thể phần thắng của hắn cũng không cao cho nên mục tiêu của hắn là trước khi cuộc tranh giành thủ lĩnh đại kỳ tiến tới tối thiểu cũng cường hóa tòa tương cung thứ hai đến cấp độ cảnh giới đại sát cung tòa tướng cung thứ hai bất luận là mộc thổ tướng cung hay long lôi tướng cung. Phẩm giai thấp hơn thủy quang tướng cung, cho nên cực hạn dung nạp của tiểu sát cung cũng chỉ khoảng 4 ngàn. Tính như vậy, hắn muốn đạt thành mục tiêu. Như vậy trong thời gian không đến 3 tháng kế tiếp, hắn phải ngưng luyện ra gần 8 ngàn đạo địa sát huyền quang. Trung bình, mỗi tháng phải đạt tới 2 ngàn 500 đạo. T, tính toán như vậy, Lý Lạc trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Một tháng 2.500 đạo địa sát huyền quang đây là tốc độ kinh người cỡ nào bên hắn mặc dù tăng thêm thập sát cấp luyện sát thuật cùng với hai tầng thân phận thu được thượng phẩm nguyên sát đan mỗi tháng đều cách nơi này khoảng một ngàn đạo tốc độ như thế lý lạc dám nói chỉ sợ coi như là ở trong thần châu này có thể làm được thiên kiêu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi lý lạc tâm tư chuyển động dư thừa này mỗi tháng một ngàn đạo địa sát huyền quang nên đi đâu keo kiệt nếu như là dựa vào thượng phẩm nguyên sát đan mà nói vậy được mỗi tháng nhiều gần 200 miếng. Cái này tựa hồ không có khả năng lắm, dù sao dựa vào hai phần lương tháng. Hắn bây giờ mỗi tháng cũng mới 50 miếng mà thôi. Hơn nữa còn là câu nói kia, thuần túy dựa vào thượng phẩm nguyên sát đan để đắp địa sát huyền quang. Đây cũng không phải là chuyện quá mức sáng suốt. Nói như vậy, vậy cũng chỉ còn lại một phương hướng cuối cùng. Sát ma động tầng 72, Lý Lạc ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối. Có lẽ muốn đạt được kia dư thừa một ngàn đạo địa sát huyền quang. Kế tiếp hắn chỉ có thể từ nơi này tới nghĩ biện pháp. Bất quá sát ma động cũng không phải là đơn thương độc mã có thể giải quyết. Hắn cần mượn lực lượng của bộ thứ năm, mà nói như vậy, hắn còn cần nắm giữ quy long quyết, hơn nữa làm được cùng kỳ chúng dưới chướng thành công hợp khí. Lý lạc khẽ gật đầu, khoảng cách tiếp theo sát ma động mở ra còn có 6 ngày thời gian. Xem ra trong 6 ngày này, hắn chủ yếu tinh lực phải đặt ở cái này hợp khí phía trên. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hy vọng thu hoạch sát ma động kia. Có thể xứng với phần cố gắng cùng kỳ vọng này của hắn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lý Lạc ngày đêm ở tại Thanh Minh giáo trường. Một là khổ tu cửu chuyển long tức luyện sát thuật. Hai là vì cùng kỳ chúng dưới chướng giảm bớt khoảng cách cảm giác. Bởi vì kế tiếp hắn cần tiến hành trọng yếu nhất hợp khí. Cho nên lúc này nhất là cần kỳ chúng dưới chướng đối với hắn giảm bớt kháng cự mà về phần cái kia quy long quyết ngược lại tu luyện lên cũng không khó khăn bởi vì đây chỉ là một đạo dẫn từ chân chính trọng yếu kỳ thật là kỳ thủ ngân ấn trong ngân ấn này ẩn chứa bí pháp đặc thù phải cầm vật này trong tay vận chuyển quy long quyết mới có thể điều động lực lượng của kỳ chúng cái này có điểm tương tự binh phù trong vương triều đế quốc mất đi vật đó bất kỳ thủ đô nào cũng chỉ là một người quả quyết không thể mượn lực lượng của kỳ chúng để làm gì đây cũng là bình thường, dù sao nhị thập kỳ xem như Lý Thiên Vương nhất mạch tuổi trẻ quân dự bị. Chi lực lượng này là thuộc về các mạch sở hữu, mà bất luận là kỳ thủ hay là đại kỳ thủ, cũng chỉ là hỗ trợ làm công mà thôi. Đầu cờ nước chảy, cờ làm bằng sắt, thậm chí ngay cả kỳ chúng cũng như nước chảy, bởi vì mỗi vài năm trôi qua, tất cả 20 kỳ chúng đều sẽ theo đó mà tàn. Tinh nhuệ trong đó có lẽ sẽ tiến vào thiên long ngũ vệ cũng có lẽ sẽ phân phối đến các mạch quản hạt địa vực thành trì bên trong làm một quan nửa chứ. chỉ có một ít người cực kỳ nổi tiếng trong đó phong hầu thành công tương lai trở thành nhân vật cao tầng trong các mạch nắm giữ quyền thế ngập trời thậm chí nếu như mạo cái yêu nghiệt đi ra bước vào cái kia trí cao vô thượng vương cấp cảnh giới nói không chừng liền có thể mở ra lý thiên vương nhất mạch cái thứ nhất họ khác mạch thủ dù sao năm đó lão tổ từng có nói mặc dù là họ khác người nếu là có thể tiến vào vương cấp, vẫn như cũ có mở ra mạch mới tư cách cùng cơ hội. Mà khi đó, Lý Thiên Vương nhất mạch, có lẽ sẽ từ Thiên Long ngũ mạch, biến thành Thiên Long lục mạch. Nhưng đáng tiếc, từ khi Lý Thiên Vương nhất mạch sáng lập tới nay còn chưa từng xuất hiện qua họ khác mạch thủ. Thành minh giáo trường, khu vực bộ phận thứ năm đây là một quảng trường rộng rãi dựa vào núi mà xây. Quảng trường có chút độc đáo, bởi vì trong đó có hơn một ngàn thạch đài. Những thạch đài này cao ước chừng không trường. Trên đó điêu khắc long văn chiếm cứ. Đây là bàn long thạch đài. Là nơi kỳ chúng tu hành. Mà lúc này trên bàn long thạch đài. Đều là một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Bộ thứ năm, một ngàn năm trăm chúng. Đều tụ tập ở đây. Triệu Yên Chi, Lý Thế, Mục Bích ba người ở phía trước. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào một tòa bàn long đài màu bạc trên thềm đá. Lý Lạc đang ngồi xếp bằng ở phía trên tất cả mọi người sắc mặt đều có chút túc mục. Bởi vì hôm nay, Lý Lạc bắt đầu dự định nếm thử hợp khí. Chỉ có thành công hợp khí sau, hắn mới xem như danh xứng với thực bộ thứ năm kỳ thủ. Khi đó, hắn có thể bằng vào thủ kỳ ngân ấn, khống chế 1.500 kỳ chúng lực lượng. Dưới cái nhìn chăm chú của đông đảo ánh mắt kia, thần sắc Lý Lạc ngược lại có chút bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Tuy rằng hắn xuất thân từ ngoại thần châu, nhưng trải qua rất nhiều hung hiểm người ở đây chưa chắc đã theo kịp hắn. Chư vị, bắt đầu đi, nương theo thanh âm của Lý Lạc vang lên. Hơn 1.500 người ở đây thần sắc ngưng trọng. Sau đó thuần thục vận chuyển long tức luyện sát thuật mà bản thân tu luyện. Nhất thời, từng đạo long ảnh như có như không. Trong hào quang tương lực hiện lên quanh thân bọn họ, như ẩn như hiện 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 hiện, hiện ra. Trong sân có rất nhiều tiếng rồng ngâm rất nhỏ, liên tiếp quanh quần, chỉ bất quá những tiếng rồng ngâm này có vẻ có chút hỗn loạn phảng phất là quần long vô thủ đều tự du đảng khó thành khí thế lý lạc nhìn thấy một màn như vậy hít sâu một hơi nắm tay thạch ấn màu bạc đại biểu cho thân phận thủ kỳ xuất hiện trong tay hắn sau đó hắn lập tức vận chuyển cửu chuyển long tức luyện sát thuật theo luyện sát thuật vận chuyển nhất thời có ám kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tản mát ra bên trong quang mang phảng phất là có một đạo tản ra cường hãn uy nghiêm uốn lượn long ảnh Long ảnh phát ra tiếng long hống trầm thấp, tiếng long hô này vừa truyền ra, long ảnh mơ hồ của tất cả kỳ chúng quanh người nhất thời chấn động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ dĩ nhiên là đang run rẩy, phảng phất là cảm thấy lực áp chế mạnh mẽ nào đó. Tất cả mọi người ở đây tu luyện luyện sát thuật, đều là cùng một mạch, mà cửu chuyển luyện sát thuật của Lý Lạc là đẳng cấp cao nhất. Long tức được luyện ra, tự nhiên cũng là tinh thuần nhất, cho nên khi long tức này của hắn hiển lộ tự nhiên dễ dàng vượt qua tất cả long tức hóa ảnh trong chàng. Cho dù là triệu yên chi, lý thế, mục bích ba người này cũng là rõ ràng từ trong ám kim long tức diễn biến của Lý Lạc. Cảm nhận được cảm giác áp bách, điều này làm cho trong lòng bọn họ lẫm liệt lại hâm mộ. Đây chính là cửu chuyển long tức luyện sát thuật trong truyền thuyết sao. Quả nhiên không giống bình thường, Lý Lạc rõ ràng thực lực yếu hơn bọn họ, nhưng khẩu long tức này lại tinh thuần hơn bọn họ rất nhiều có thể tưởng tượng, dùng khẩu long tức này để luyện địa sát huyền quang, hiệu suất sẽ khiến người ta thèm thuồng cỡ nào. Đối với ba người hâm mộ, Lý Lạc ngược lại là chưa từng biết được, lúc này hắn đã hết sức chăm chú bắt đầu thúc giục quy long quyết. Mà theo quy long quyết thúc giục, chỉ thấy long ảnh màu vàng sậm quanh thân Lý Lạc phảng phất là vào lúc này trở nên tràn ngập linh tính. Long mục cũng trở nên linh động, sáng ngời lên, tiếp theo chỉ thấy đạo long ảnh này chậm rãi du đãng mà ra sau đó hội nhập vào trong tràng 1500 đạo long ảnh bên trong. Ám kim quang mang như thủy ngân chút xuống, đem đông đảo long ảnh bao trùm, có một ít long ảnh ban đầu biểu hiện ra một chút kháng cự. Dãy rủa nhưng rất nhanh theo trong kim quang ẩn chứa uy nghiêm tràn ngập mà đến. Chúng nó thì là nhanh chóng dịu ngoan xuống, mà càng nhiều long ảnh vẫn duy trì độ cao phối hợp. Từng đạo long ảnh, không ngừng dung nhập vào trong kim quang. Triệu Yên Chi cảm ứng một màn này, thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn lặng lẽ thả lỏng một chút. Hợp khí của Lý Lạc, so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Một bước này là bước quan trọng nhất để thăng chức. Chỉ có thành công cùng 1.500 chúng hợp khí về sau. Lý Lạc mới xem như chân chính kỳ thủ. Bất quá loại thuận lợi này cũng đích thật là theo lý thường phải làm. Lý Lạc tuy rằng mới tới thanh minh kỳ. Hơn nữa thực lực bề ngoài nhìn qua cũng có chút không thể phục chúng nhưng sau khi có cửu chuyển long tức luyện sát thuật này, kỳ thật hết thảy đều không thành vấn đề. Nói một câu không dễ nghe, Lý Lạc Thân mang cửu chuyển long tức luyện sát thuật, có rất nhiều bộ kỳ chúng khác đối với hắn giữ thái độ hoan nghênh. Hiện tại bộ thứ năm của bọn họ đã leo lên đầu cờ của một vị nắm giữ cửu chuyển luyện sát thuật. Đây là chuyện mà trước đây bọn họ không dám nghĩ tới. Dù sao, nhìn chung toàn bộ Long Nha Mạch Tứ Kỳ chư bộ, ngoại trừ Kim Quang Kỳ vị đặng phượng tiên kia ra lại có người nào đạt được cửu chuyển long tức luyện sát thuật. Nương theo càng ngày càng nhiều long ảnh dung nhập vào trong kim quang. Hắc kim sắc long ảnh ở đầu nguồn kim quang kia cũng là ở lấy tốc độ kinh người lớn mạnh lên. Như thế ước chừng hơn 10 phút sau, Lý Lạc Thần sắc chợt ngưng tụ, hắn nhìn chăm chú trước mắt 1500 kỳ chúng phía trên. Chỉ thấy nơi đó kim quang phảng phất là hóa thành một mảnh hải dương. Mà ở trong hải dương, có một cái ước chừng ngàn trượng khổng lồ màu vàng long ảnh chậm rãi du động kim sắc long ảnh phía trên lòng lân lóe ra chói mắt sáng bóng trông rất sống động giống như vật sống đồng thời có ba động năng lượng cực kỳ cường hãn đang từng đợt từng đợt giống như sóng chiều thổi quét bốn phương dẫn tới không khí đều bộc phát ra tiếng nổ vang trong lòng lý là có cảm xúc khác thường dâng lên đạo long ảnh trước mắt này có lực lượng cực kỳ cường đại cỗ lực lượng này tuy rằng không bằng cường giả phong hầu nhưng cao thủ chống lại đại thiên tướng cảnh không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này hoàn toàn bị hắn sai khiến. Đây là hợp khí sao? Lý Lạc Tâm Triều bắt đầu khởi động, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là tiểu sát cung cảnh thực lực. Nhưng tại chấp trường dưới chướng 1.500 chúng sau, vượt cấp giết địch đối với hắn mà nói, đã là không hề khó khăn, thật muốn biết chỉ huy thanh minh kỳ tám ngàn chúng thì sẽ là cỡ nào vĩ lực. Mà khi Lý Lạc đang chờ mong, đám người chịu yên chi, mục bích, Lý Thế cũng cảm nhận được sự dung hợp giữa lực lượng này, lúc này thần sắc dùng mình. Sau đó nghiêm nghị hành lễ với Lý Lạc, chúc mừng kỳ thủ, hợp khí thành công, phía sau một ngàn năm chúng, đồng dạng là đối với Lý Lạc ném đi kính sợ tầm mắt. Tiếng gầm như thủy triều chúc mừng kỳ thủ, hợp khí thành công. Lý Lạc tươi cười ôn hòa đối với mọi người chắp tay ý bảo. Đây hết thầy đều ở trong kế hoạch, mà bây giờ hợp khí thành công. Bàn tay hắn 1.500 trúng lực, kế tiếp, liền có mở cái kia 72 tầng sát ma động tư cách. Hôm nay thanh minh giáo trường, bầu không khí dị thường sao động, tất cả mọi người là xoa tay, khí thế mãnh liệt, phảng phất là đang nghênh đón một hồi chờ mong đã lâu đại chiến. Bởi vì hôm nay là ngày sát ma động mở ra ở thiên long ngũ mạch 20 kỳ bên trong, sát ma động là làm sở hữu kỳ chúng vừa yêu vừa sợ tồn tại. Yêu nó là bởi vì ở chỗ này có thể đạt được càng nhiều địa sát huyền quang. Tăng lên tốc độ tu luyện, sợ nó thuần túy là bởi vì nơi này cũng không đơn giản. Kia mỗi một tầng đều tràn ngập từng bước nguy cơ, số lượng khổng lồ sát ma càng làm cho người ta đau đầu vạn phần. Vô số kỳ chúng ở chỗ này bị tra tấn đến chết đi sống lại. Nhưng bất kể như thế nào. Sát Ma Động là vật độc hữu của 20 kỳ, cũng là nơi tu luyện chuyên hưởng của 20 kỳ, sẽ xuyên suốt tất cả kiếp sống của 16 vạn kỳ chúng trong 20 kỳ. Tuy rằng một đời lại một đời nhị thập kỳ chúng ở chỗ này chịu đủ đau khổ, nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu, Sát Ma Động sớm đã trở thành nhị thập kỳ vinh quang bảng. Một thế hệ nào đó một kỳ, nếu như có thể ở trong nhiệm kỳ đánh xuyên qua 72 tầng Sát Ma Động, chính là sẽ bị khắc ở sát ma đại điện kim trụ phía trên trở thành vinh quang để cho người đến sau nhìn lên tôn sùng đương nhiên chỗ tốt thực tế từ trên xuống dưới lại càng không thể thiếu cho nên đối với sát ma động kỳ chúng nhị thập kỳ đều cực kỳ nhiệt tình mà bình thường treo ở bên miệng mọi người một câu thường thấy nhất chính là đánh động vô cùng sảng khoái thời điểm các kỳ chúng trao đổi cũng là đem tiến độ sát ma động cho là vốn liếng khoe khoang thường thường tiến độ đầy mạnh chậm khi nghe thấy những kỳ chúng cao tầng kia ba hoa khoác lác đều là chỉ có thể tự ti tránh đi không muốn trở thành nền cho người khác bởi vậy cũng có thể nhìn ra sát ma động ở trong nhị thập kỳ đến tột cùng là phân lượng cỡ nào mà lý lạc sẽ lần đầu tiên tham dự quét động cũng ôm lấy tò mò cùng chờ mong cực lớn thanh minh giáo trường năm bộ tám ngàn kỳ chúng tụ tập khí thế như cầu vòng kỳ thủ Thanh minh kỳ của chúng ta hiện giờ tiến độ sát ma động là ở tầng 27. Chúng ta kẹt ở đây đã có hơn nửa tháng. Nếu như lần này lại không thể đột phá, đối với sĩ khí của kỳ chúng sợ là sẽ có đà kích không nhỏ. Bộ thứ năm bên này, thanh âm mềm mại mê người của Triệu Yên Chi vang lên bên tai Lý Lạc. Hôm nay nàng một thân trang phục mạnh mẽ, quần áo dị thường bên người đem dáng người vốn đã nóng bỏng của nàng phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới cổ thon dài trắng nõn chính là đỉnh núi cao ngất đường cong kinh tâm động phách một đôi chân dài thẳng tắp thon dài phối hợp với gương mặt quyến rũ kiều diễm kia không thể nghi ngờ là khiến nàng trở thành tiêu điểm trong chàng ngay cả một ít nam nhân kỳ chúng của các bộ khác đều thỉnh thoảng ném tới rất nhiều ánh mắt mơ ước nhưng triệu yên chi đối với những ánh mắt kia đều không nhìn ngược lại lúc nói chuyện còn càng gần sát lý lạc mùi thơm sâu kín không ngừng chui vào lỗ mũi người sau điều này lại làm cho rất nhiều ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lý Lạc. Lý Lạc đối với những cử chỉ bao hàm hấp dẫn này của Triệu Yên Chi lại thờ ơ, mà là hỏi. Là bởi vì không có nguyên nhân đại kỳ thủ chỉ huy toàn cục sao? Triệu Yên Chi thản nhiên cười. Nói, cũng không phải, kỳ thật trước tầng 40 sát ma động, có cờ lớn hay không cũng không tính là lớn. Bởi vì dựa theo quy tắc, trước tầng 40 các kỳ tiến vào sát ma động, năm bộ sẽ bị tách ra năm bộ này sẽ gặp phải cảnh tượng bất đồng, mà phàm là trong năm bộ, chỉ cần có một bộ thông qua khảo nghiệm, như vậy có thể kéo bốn bộ khác xông qua tầng này. Lý là có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là muốn dựa vào một kỳ lực lượng. Không nghĩ tới ngược lại là các bộ tự do vì chiến. Cho nên trước đây các kỳ ở tầng 40 đều thành lập tiêm đao bộ. Bộ này tập hợp rất nhiều tinh nhuệ, lại do thủ kỳ chỉ huy, như vậy có thể thông quan với hiệu suất cao nhất triệu yên chi tiếp tục nói bất quá thanh minh kỳ chúng ta bây giờ ngay cả thủ đô đại kỳ còn chưa chọn ra các bộ đều không phục lẫn nhau tự nhiên làm không được loại trình độ này cho nên cũng chỉ có thể dựa vào các bộ đến cứng rắn gặm lý lạc gật gật đầu tỏ vẻ biết mà lúc này trung lĩnh bộ thứ nhất đột nhiên nhìn về phía tám ngàn kỳ chúng cao giọng nói chư vị đồng liêu hôm nay chính là ngày sát ma động mở ra mong chư vị đồng tâm hiệp lực có người cười phụ họa nói: "Trung lĩnh kỳ thủ, có thể thông quan tầng này hay không? Chủ yếu vẫn phải xem ngươi xuất lĩnh bộ thứ nhất, nếu quả thật có thể đả thông. Bộ thứ nhất của các ngươi chính là công thần của Thanh Minh Kỳ chúng ta." Lời này ngược lại khiến cho một ít đồng ý tùy nói các bộ không phục. Nhưng có một sự thật phải thừa nhận, đó chính là hiện giờ Thanh Minh Kỳ đả thông 27 tầng sát ma động. Có gần một nửa đều là do bộ thứ nhất dẫn đầu đả thông công lao của trung lĩnh đương nhiên là không nhỏ. Trung lĩnh tươi cười ôn hòa khoát tay, nói, thân là một thành viên của thanh minh kỳ, đây cũng là trách nhiệm của ta, dù sao đã thông sát ma động, đây là chuyện tất cả chúng ta đều được lợi, lời này nói rất hay, dẫn tới rất nhiều người ủng hộ. Triệu Yên Chi khẽ nhếch môi đỏ mọng, nói với Lý Lạc, tên này đã bắt đầu thu hút lòng người, có lẽ là đang mơ mộng lên đỉnh đại kỳ. Lý Lạc cười cười, cũng không nói thêm gì dù sao hiện tại trung lĩnh đích thật là người đứng đầu thanh minh kỳ. Những người đứng đầu khác, đều rất khó cạnh tranh, bao gồm cả Lý Lạc, chư vị, nếu đã chuẩn bị xong, vậy xuất phát đi sát ma phong đi, trung lĩnh vung tay lên, hàng hái truyền đạt mệnh lệnh, không có người phản đối, kế tiếp 8.000 người như nước lũ từ thanh minh giáo trường nối đuôi nhau đi ra. Sát ma phong cũng nằm ở trung tâm Long Nha Sơn Mạch, cách các kỳ giáo không quá xa nhưng đây cũng chỉ là tương đối. Bởi vì phiến sơn mạch này khổng lồ đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên khi thanh minh kỳ đến sát ma phong, đã là nửa canh giờ sau, trên đỉnh núi sát ma phong, có một tòa đại điện tối đen như cự thú phủ phục. Trước đại điện là một quảng trường cực kỳ to lớn, quảng trường này đủ để dễ dàng dung nạp mấy vạn người. Mà hôm nay, trên quảng trường tiếng người sôi trào, tứ kỳ kỳ chúng tụ tập ở đây, khi thanh minh kỳ đến. Trên quảng trường có vô số ánh mắt ngạc nhiên chiếu tới. Sau đó toàn bộ hội tụ ở trên người Lý Lạc. Mấy ngày trước Lý Lạc thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Mọi người sớm đều biết, đó chính là thanh minh kỳ Lý Lạc, huyết mạch của vị tam lão gia kia, nhưng bộ dáng không kém, có thể dùng thực lực của tiểu sát cung thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức. Phần bản lĩnh này tương đối lợi hại, xem ra thanh minh kỳ sau này phải có người tâm phúc rồi. Ha ha, vậy cũng chưa chắc vị tam thiếu gia này thiên tư tuy rằng không kém, nhưng trung quy lạc hậu trung lĩnh quá nhiều, mà thanh minh kỳ đại kỳ tiền chọn, đã không đủ ba tháng, rất nhiều tiếng xì xào bàn tán chuyển đi, trung tâm đề tài đều là lý lạc, dù sao làm lý thái huyền nhi tử, hắn bản thân chính là khó có thể chạy trốn đề tài tiêu điểm. Huống chi vài ngày trước hắn còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu đệ, trong rất nhiều cái nhìn chăm chú kia, chỉ thấy tử khí kỳ cùng xích vân kỳ bên kia lấy Lý Kình Đáo, Lý Phượng Nghi cầm đầu hai nhóm người chủ động nghênh đón. Hai người đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn chầm chầm Lý Lạc. Lý Phượng Nghi càng là con người sáng đánh giá Lý Lạc. Tán thưởng nói, tiểu đệ làm không tệ nha, lúc này mới vài ngày, cũng đã là danh nhân trong nhị thập kỳ. Lý Kình Đào cũng là cười nói, cái kia cửu chuyển long tức, liền ta cùng Phượng Nghi đều thất bại rất nhiều lần, ngươi là làm sao làm được, Lý Lạc nói có thể là bởi vì tướng lực của ta cấp bậc thấp một chút. Cho nên cửu chuyển long tức tương đối mà nói cũng yếu một chút. Đại ca nhị tỷ thực lực mạnh, cho nên càng khó khăn. Miệng nhỏ thật ngọt, Lý Phượng nghi lông mày lá liễu khẽ nhíu. Cười duyên nói, sau đó nàng nhìn thoáng qua đám người triệu yên chi phía sau Lý Lạc. Nói, tiểu đệ bản lĩnh rất lợi hại. Thanh minh kỳ bộ thứ năm đã bị ngươi thu phục sao? Nàng biết được phong cách kiệt ngạo của bộ thứ năm thanh minh kỳ nhưng nhìn bộ dáng trước mắt những người này rõ ràng đã lấy lý lạc làm đầu sai lệch về sau ngươi có phiền toái gì đều có thể tới tìm chúng ta chúng ta giúp ngươi chỗ dựa lý phượng nghi sóng mắt vừa truyền đột nhiên quét về phía trung lĩnh bên kia như có thâm ý nói bị ánh mắt của lý phượng nghi quét chúng sắc mặt trung lĩnh có chút không tự nhiên lý kình đào cùng lý phượng nghi đều tự chấp trưởng một kỳ hơn nữa sau lưng đại lão gia cùng nhị lão gia ủng hộ cho nên bọn họ được cho là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của long nha mạch bất luận thực lực cùng địa vị đều vượt xa hắn có thể so sánh lý kình đào cùng lý phượng nghi rõ ràng muốn ủng hộ lý lạc tuy nói bọn họ không thể chen chân vào cạnh tranh nội bộ thanh minh kỳ nhưng vẫn mang đến cho hắn một ít áp lực mà ngay tại thời điểm trung lĩnh trong lòng phiền não hắn thoáng nhìn một chỗ khác của quảng trường dòng người bị phân liệt ra sau đó một đạo bóng người áo trắng gầy teo ở giữa chúng tinh phùng nguyệt đi ra trùng lĩnh thấy thế lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh vội vàng hô đặng ca ở đây rất nhiều ánh mắt theo đó ném tới mà khi bọn họ nhìn thấy đạo kia phong thái chiếu người bạch y bóng người lúc thần sắc đều là trở nên trịnh trọng cùng kính sợ rất nhiều chỉ có lý phượng nghi nhíu mày bởi vì bóng người áo trắng này chính là đại kỳ của kim quang kỳ đặng phượng tiên đồng thời hắn cũng là nhân tài kiệt xuất chân chính trong thế hệ trẻ long nha mạch hiện giờ cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn lòng nha mạch tứ kỳ đời này mới chưa từng bị mấy mạch khác quăng quá xa cho nên trong thế hệ trẻ long nha mạch hiện giờ danh vọng của đặng phượng tiên không ai bằng cho dù là lý kình đào cùng lý phượng nghi hai người có thân phận cao cấp đều là bị hắn áp một đầu trong ánh mắt đông đảo kia đặng phượng tiên khí độ phi phàm đi vào trong sân hắn đầu tiên là hướng về phía trung lĩnh ôn hòa cười cười lại là cùng lý kình đào Lý Phượng Nghi chắp tay hành lễ. Thái độ khách khí, đối với sự khách khí của hắn, Lý Kình Đào cười cười. Lý Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới. Đặng Phượng Tiên đối với việc này cũng không thèm để ý, ngược lại là ánh mắt vừa truyền liền hướng về phía Lý Lạc bên kia Thanh Minh Kỳ. Hắn đánh giá người sau, lộ ra mỉm cười, vị này chắc hẳn chính là con trai của Tam lão gia vừa mới từ ngoại thần châu trở về sau đó liền thông qua khảo nghiệm cửu chuyển long tức, Lý Lạc kỳ thủ rồi chứ. Đối với sự đánh giá của Đặng Phượng Tiên, thần sắc Lý Lạc có vẻ khá bình tĩnh, cười trả lời, Lý Lạc, bộ kỳ thứ năm của Thanh Minh Kỳ, ra mắt Kim Quang Kỳ, đồng thời Lý Lạc cũng đang nhìn đối phương, bộ dáng Đặng Phượng Tiên này coi như là tuấn lãng, nhìn qua hơi có vài phần khí độ, chỉ là ánh mắt kia nhìn như ôn hòa, lại thỉnh thoảng có chút cường thế chi khí phát ra nghĩ đến nội tâm cũng là người rất có ngạo cốt, không dám nhận, lý lạc thủ khách khí rồi. Người nắm giữ cửu chuyển long tức luyện sát thuật, tương lai nhất định có tư thế quật khởi. Chúng ta long nha mạch thế hệ trẻ tuổi, lại sẽ có thêm nhiều gánh đỉnh người. Đặng Phượng tiên lắc đầu, như thế nào, cảm giác được uy hiếp sao? Lý Phượng Nghi ở một bên cười lạnh nói. Đặng Phượng Tiên bật cười. Nói, Phượng Nghi đại kỳ thủ nói cái gì? nếu Long Nha Mạch chúng ta có người khác gánh vác áp lực cho ta. Ta cầu còn không được, Lý Phượng nghi mày liễu dựng thẳng, khẩu khí này, Đặng Phượng Tiên thật đúng là cho rằng hắn chính là lãnh tụ thế hệ trẻ của Long Nha Mạch sao? Thật sự có ý nghĩ này, vậy thì không cần ở chỗ này giả mù sa mưa nói loại lời này, những năm gần đây. Kim Quang Viện các ngươi có thể cái sau vượt cái trước. Không phải là bởi vì ăn mòn thôn tính thanh minh viện lợi ích sao? Những thư kia vốn là thuộc về thanh minh viện cùng thanh minh kỳ đặng phượng tiên khuôn mặt không thay đổi cười nhạt nói những này thượng tầng gian tranh đấu đánh cờ ta không hiểu ta chỉ biết là ta là kim quang kỳ đại kỳ thủ tự nhiên có trách nhiệm làm cho kim quang kỳ trở thành mạnh nhất kim quang kỳ đãi ngộ càng cao đó là bởi vì chúng ta có phần tư cách này bằng không cùng mặt khác bốn mạch các kỳ tranh phong không dựa vào kim quang kỳ lại dựa vào ai giờ khác này đặng phượng tiên cường thế cùng bá đạo trung quy vẫn là hiển lộ ra. Mặc dù là đối mặt lý phượng nghi vị này nhị lão gia chi nữ. Hắn cũng không có thu liễm nửa phần. Ở phía sau đặng phượng tiên, những kỳ chúng tinh nhuệ trong kim quang kỳ kia, cũng là mặt lộ ngạo nghễ. Một ít người kiệt ngào thậm chí trên thân thể có tướng lực bốc lên, mơ hồ có ý thị uy. Lý Phượng Nghi giận dữ, một bước bước ra, trên thân thể mềm mại cũng có tương lực bay lên sau đó kỳ chúng tinh nhuệ của xích vân kỳ cũng theo sát thủ lĩnh nhà mình không khí này dường như trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạt kiếm khụ đều tiêu hòa cẩn thận rước lấy trưởng lão sát ma phong bên này đến lúc đó giận dữ hủy bỏ sát ma động hôm nay vậy các ngươi đều tự trở về khóc đi lúc này lý kình đào bất đắc dĩ cười đứng ra giảng hòa đặng phượng tiên giơ tay lên đám cờ vàng mặt lộ vẻ kiêu ngạo phía sau lập tức lui về phía sau một bước tương lực thân thể bay lên cũng thu liễm theo. Hiển nhiên, trong kim quang kỳ, uy vọng của đặng phượng tiên tương đối nặng, phượng nghi đại kỳ thủ, kim quang kỳ có tư cách hay không hưởng thụ siêu đẳng đãi ngộ. Hết thầy vẫn là dùng ở sát ma động trong thành tích nói chuyện đi. Lúc này đây chúng ta kim quang kỳ mục tiêu là tầng thứ 40. Nếu là thành công thông qua, vậy tiến độ liền có thể tiến vào bốn vị trí đầu. Đến lúc đó coi như có thể ngăn chặn hắn bốn mạch một ít miệng lưỡi miễn cho bọn hắn nói chúng ta long nha mạch thế hệ này không thể trọng dụng đặng phượng tiên cười nói nói đến đây hắn nhìn về phía trung lĩnh bên kia đồng thời nói mặt khác hai vị thân phận siêu nhiên sẽ không cần thiết đi gây áp lực cho trung lĩnh đó là chuyện nhà mình của thanh minh kỳ chỉ cần cạnh tranh hợp quy những lá cờ khác không nhúng tay vào quyền lợi trung lĩnh nghe vậy nhất thời đối với đặng phượng tiên lộ ra thần sắc cảm kích lý phượng nghi bĩu môi nói ai không biết trung lĩnh này là theo ngươi lan lộn lúc trước kim quang kỳ các ngươi muốn phân chia tài nguyên của thanh minh kỳ nhưng hắn ăn trong móc ngoài giúp các ngươi thúc đẩy trung lĩnh sắc mặt âm tình bất định chịu đựng lửa giận nói phượng nghi đại kỳ thủ không cần ngậm máu phun người đó là đến từ trong viện mệnh lệnh là ta một cái kỳ thủ có thể phản đối sao không phải ngươi vậy thì là thúc thúc của ngươi lý phượng nghi nói sắc bén hùng hổ dọa người trung lĩnh cực kỳ giận dữ nhưng cũng biết không thể trêu vào Lý Phượng Nghi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo người phải tay áo bỏ đi, mấy bên đối trọi gay gắt, Lý Lạc chưa từng xen vào, chỉ im lặng nhìn, bất quá từ trong lời nói của Lý Phượng Nghi, hắn ngược lại nghe ra một ít hương vị, tựa hồ là có một ít lợi ích vốn thuộc về Thanh Minh Kỳ. Trong những năm này bởi vì Thanh Minh Kỳ suy sụp, do đó bị Kim Quang Kỳ phân đi, Đặng Phượng Tiên cũng không ở lâu. Nhưng cho dù là đối mặt với sự sắc bén của Lý Phượng Nghi, hắn vẫn duy trì ý cười, chắp tay, thong dong mà đi, theo bọn họ rời đi, không khí dương cung bạt kiếm nơi này mới thả lỏng xuống. Chỉ có Lý Phượng Nghi còn nói với Lý Lạc, tiểu đệ, người phải cẩn thận người này, kim quang viện những năm gần đây ở trong mạch càng cường thế, mà bọn họ có thể cường thế lên, chủ yếu là bởi vì phân cách rất nhiều quyền lợi cùng tài nguyên của thanh minh viện đặc biệt là đặng phượng tiên cùng kim quang kỳ này có thể xem như là ăn thịt của thanh minh viện cùng thanh minh kỳ bỏ lên về sau ngươi có cơ hội vẫn là muốn đem những thứ thuộc về thanh minh viện đều lấy về dù sao thịt cũng nát trong nồi long nha mạch chúng ta kim quang viện và kim quang kỳ có thể quật khởi đối với long nha mạch cũng không tính là chuyện xấu lý phượng nghi hừ một tiếng hạ giọng nói kim quang viện đại viện chủ triệu huyền minh là long huyết mạch bên kia sắp xếp mà đến ai biết kim quang viện này tương lai có phải là người của chúng ta hay không ánh mắt lý lạc chợt lóe lo lắng của lý phượng nghi ngược lại có chút đạo lý bất quá cũng chỉ có thể nói là buồn lo vô cớ bởi vì long nha mạch chỉ cần còn có lão gia từ tọa trấn triệu huyền minh kia không lật ra được nửa điểm bọt sóng hơn nữa lão gia từ trước đây cũng từng nói với hắn triệu huyền minh cùng với kim quang viện lớn mạnh chính là dùng để ma luyện mặt khác tam viện chỉ bất quá hôm nay xem ra thành đao này tựa hồ quá mức sắc bén điểm dẫn đến nhà mình này tam viện đều là bị vây trong trạng thái bị áp chế nhưng những thứ này thật sự không phải một sát cung cảnh nho nhỏ như hắn có thể lo lắng cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước đem mảnh địa bàn thanh minh kỳ này đứng làm quen đi về phần đặng phượng tiên lý lạc cũng chưa nói tới có bao nhiêu ác cảm đối phương ti nói cường thế nhưng đích thật là có tiền vốn cường thế mà kim quang kỳ cướp đi những thư kia chờ tương lai thanh minh kỳ có tiền vốn lại dựa vào bản lĩnh lấy về là được có lý kinh chập cái này long nha đưa tình thủ làm chỗ dựa vững chắc lý lạc tin tưởng chỉ cần hắn có cái kia năng lực như vậy nên là thanh minh viện đồ vật tất nhiên sẽ trả lại bất quá tính cách lý phượng nghi tương đối cấp tiến cảm thấy đặng phượng tiên này là ăn tài nguyên của thanh minh kỳ tự nhiên nhìn đặng phượng tiên cực kỳ không vừa mắt Lý Kình Đào tính cách tương đối ôn hòa, luôn là một bộ dáng hiền lành. Ngược lại đối với chuyện này không quá để ý, nhưng Lý Phượng Nghi hiển nhiên là nhịn không được. Tiểu đệ, hôm nay ngươi cũng là thủ lĩnh của bộ cờ thứ năm của Thanh Minh Kỳ. Kế tiếp liền hiển lộ bản lĩnh, trước tiên đem tầng sát ma động của Thanh Minh Kỳ tăng lên đi. Tiến độ của Thanh Minh Kỳ trong sát ma động hôm nay xem như ở tầng thứ cuối cùng của 20 kỳ. Lý Kình Đào nói, ta sẽ tận lực, Lý Lạc cười nói sau đó đoàn người dọc theo quảng trường đi về phía trước. Đi tới tòa to lớn màu đen điện vũ phía trước, lúc này cửa điện đại điện màu đen gắt gao đóng lại. Trên đó có vô số quang văn cổ xưa phức tạp hiện lên. Chính giữa đại điện, có một tấm biển màu vàng sậm, trên đó có một hàng chữ thể tản ra uy áp khó hiểu. Sát ma động tầng 72, tầm mắt của Lý Lạc lại chuyển hướng về phía trước đại điện. Chỉ thấy ở nơi đó, có 13 cây kim trụ cực kỳ nổi bật đứng sừng sững. Nhìn kỹ, trên kim trụ đúng là khắc vô số tên. Những kim trụ này là tiền bối đã từng đánh qua 72 tầng. Tổng cộng có 13 tòa. Nói cách khác, trong mấy trăm năm tồn tại sát ma động, chỉ có 13 lá cờ đả thông sát ma động. Ở bên cạnh Lý Lạc, giọng điệu lý phượng nghi có chút sùng bái nói: "Thấy cây ngoài cùng bên trái kia không?" Nàng chỉ chỉ qua, tầm mắt Lý Lạc cũng là theo ném tới cây kim trụ kia so với những cây kim trụ khác có vẻ sáng ngời mới tinh hơn rất nhiều. Phảng phất vừa mới lập không lâu, ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn đã rơi vào đỉnh kim trụ. Nơi đó có một cái tên cực lớn khắc sâu, dưới đó là 8.000 kỳ chúng của thanh minh kỳ năm đó. Thanh minh kỳ đại kỳ thủ, Lý Thái Huyền, Lý Lạc cười cười, có thể tưởng tượng được, năm đó lão cha ở Long Nha Mạch bên trong, đến tột cùng là cỡ nào hiển hách sáng chói. Bất quá, đây thật sự là cho hắn làm con trai tăng thêm áp lực a, à, Lý Lạc Thu hồi ánh mắt. Quay về cái kia đóng chặt dày nặng thần bí đại môn. Bất quá hắn tại Long Nha mạch thời gian cũng vừa mới bắt đầu. Tương lai vẫn là phải cùng lão Tía so sánh một chút, nhìn xem đến tột cùng ai chói mắt hơn một ít. Dù sao, đây liên quan đến tranh đoạt địa vị gia đình thứ ba cùng thứ tư. Tranh giành địa vị, không có cha con. Hết chương 767 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.